Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HD. Ngày hôm nay HD chúng tôi đang nhận được một đơn hàng tại huyện Thạch Thất, xã Phùng Xá. Thì hiện tại chúng tôi đang trên đường đi di chuyển đến nhà khách. Không để các bạn chờ lâu thì cứ bạn cùng theo chân chúng tôi đến lắp đặt và thưởng thức bộ âm thanh mà HD mang lại cho khách hàng. Bộ cao kê mà chúng tôi mang đến cho khách hàng ngày hôm nay sẽ là gồm một đôi loa AO22 nhập khẩu tại Anh, một chiếc súp M súp 30 của Paramax, một bộ mic B9 Zika Audio và một cụm đẩy H2600 của Zika. Và bây giờ các bạn cùng kỹ thuật HD lắp đặt và setup âm thanh cho gia đình nhà anh. Theo trang web là hdradio.vn hoặc là gọi điện đến 1800 0042. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.